Bạn đang đến với kênh YouTube báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa xuất hiện bên bản một loạt các cuộc họp của các lãnh đạo Hamas, hé lộ những chi tiết chưa từng được biết đến về kế hoạch tấn công Israel của nhóm này. Theo tờ The Time of Israel ngày 13 tháng 10, cuộc tấn công tàn khốc do Hamas thực hiện ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 ban đầu đã được lên kế hoạch thực hiện trong năm trước đó nhưng đã bị trì hoãn do Hamas muốn được Iran và Hezbollah hỗ trợ. Một thông tin ban đầu do tờ New York Times công bố đã nêu chi tiết biên bản của 10 cuộc họp từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. Theo tờ báo này, những tài liệu này đã được phát hiện vào tháng 1 trên một máy tính tại trung tâm chỉ huy của Hamas ở Khan Yunis. Tờ The New York Times đã xác minh tính xác thực của các tài liệu này và cũng đã có được một báo cáo nội bộ từ lực lượng phòng vệ Israel xác nhận điều tương tự. Nội dung của các cuộc họp và tin nhắn chủ yếu tập trung vào sự tham gia của Iran trong việc lập kế hoạch và tài trợ cho cuộc tấn công. Theo đó, kế hoạch tấn công xuyên biên giới vào cơ sở hạ tầng quân sự và các cộng đồng dân sự của Israel lần đầu tiên được đề cập trong một cuộc họp vào tháng 1 năm 2022 khi các quan chức Hamas tham dự thảo luận về việc tránh làm leo thang xung đột với Israel và thay vào đó tập trung vào dự án lớn. Tuy nhiên, theo tờ The Washington Post, quá trình đó có thể đã bắt đầu sớm hơn dựa trên những bức thư do ông Sinwa gửi cho các quan chức Iran. Trong đó, ông đề nghị hỗ trợ tài chính và quân sự cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Yêu cầu của ông Sinwa dường như đã được chấp thuận, vì tờ The Wall Street Journal cho biết, họ có được một bức thư, trong đó một quan chức Iran xác nhận việc cấp 10 triệu đô la Mỹ cho cánh vũ trang của Hamas. Sau cuộc họp tháng 1 năm 2022, dự án lớn đã được thảo luận chi tiết trong các cuộc họp tiếp theo của lãnh đạo Hamas ở Gaza vào tháng 4 và tháng 6 cùng năm. Trong khoảng thời gian đó, kế hoạch tấn công bắt đầu hình thành. Tháng 11 năm ngoái, The Washington Post đưa tin rằng một tài liệu dài 36 trang đã được phát hiện ở miền Bắc Gaza. Trong đó nhiều kịch bản tấn công Israel đã được vạch ra và xem xét. Tờ báo này cho biết, các mục tiêu tấn công được Hamas thảo luận bao gồm các trung tâm thương mại và trung tâm chỉ huy quân sự cũng như tháp Esriali ở Tel Aviv. Trong kịch bản này, một nhóm khủng bố dự tính thực hiện một cuộc tấn công tương tự như các cuộc tấn công vào trung tâm thương mại thế giới ở New York ngày 11 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị loại bỏ sau khi nhóm Hamas kết luận rằng họ thiếu khả năng phá sập các tòa nhà. Một trong những kế hoạch khác bị loại bỏ là sử dụng xe ngựa kéo mà nhóm Hamas cho rằng sẽ nhanh và nhẹ khi vận chuyển các tay súng mà không thu hút sự chú ý như các loại xe cộ hiện đại. Đến khi lễ Rosh Hashana diễn ra 9 tháng sau đó, vào tháng 9 năm 2022, Hamas dường như đã sẵn sàng tấn công, nhưng phải mất thêm 13 tháng nữa thì Hamas mới thực hiện cuộc tấn công và tàn sát ở miền nam Israel lý do trì hoãn không được đề cập rõ ràng trong biên bản cuộc họp nhưng có những dấu hiệu cho thấy trì hoãn là có liên quan đến việc hamas kêu gọi iran và hezbollah ở liban giúp đỡ mặc dù có vẻ như iran và hezbollah sẵn sàng tham gia nhưng cuối cùng hamas đã tiến hành mà không có sự trợ giúp trực tiếp từ iran hay hezbollah tờ new york times đưa ra một số lý do khiến hamas sẵn sàng tiến hành tấn công mà không có đồng minh đó là hamas lo ngại rằng israel sắp triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa mới ngoài ra hamas còn lo israel và ả rập xê út dường như đang tiến gần hơn đến bình thường hóa quan hệ từ khi bắt đầu lên kế hoạch cho đến ngày thực hiện, Hamas đã chú ý làm cho Israel rơi vào cảm giác an toàn giả tạo bằng cách khiến nước này tin rằng Hamas đang tập trung việc quản lý Gaza thay vì tìm kiếm xung đột. Chiêu thức này đã thành công khi Israel đã bị bất ngờ và không kịp chuẩn bị. Đến mùa thu năm 2023, sau gần 2 năm lừa gạt Israel, Hamas lại một lần nữa sẵn sàng tấn công. Cuối cùng vào sáng ngày 7 tháng 10, nhóm Hamas đã phát động cuộc tấn công chết chóc. Khoảng 1.200 người đã bị tàn sát tại hàng chục cộng đồng ở miền nam Israel vào ngày hôm đó và 251 người đã bị bắt giữ làm con tin. Trong số đó, 97 người vẫn còn ở Gaza. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi đã gián tiếp cảnh báo nước Mỹ chưa động thái nước này triển khai quân đội ở Israel để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa phức tạp trong bối cảnh Israel được cho là đã thu hẹp các phương án đáp trả tiềm tàng. Theo Time of Israel, ngày 13 tháng 10, Iran cho biết nước này không đặt ra làn danh đỏ trong việc tự vệ trước một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng từ Israel. Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Arachi cũng đã gián tiếp đe dọa lực lượng Mỹ có khả năng vận hành một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân ở Israel. Ngoại trưởng Arachi viết, Mỹ đã cung cấp một lượng vũ khí kỷ lục cho Israel. Giờ đây, họ cũng đang đặt tính mạng của quân đội của mình vào vòng nguy hiểm bằng cách triển khai họ để vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ ở Israel. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực, nhưng tôi nêu rõ chúng tôi không có làn danh đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Hiện Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran không đưa ra bất kỳ bình luận nào về phát ngôn trên. Trước đó, vị quan chức hàng đầu Bộ Ngoại giao Iran này đã bác bỏ mọi khả năng cho rằng Tehran sẽ âm thầm hứng chịu đòn tấn công của Israel mà không có phản ứng nào khác so với hồi tháng 4. Vào thời điểm đó, Iran đã không phản ứng sau một cuộc tấn công trả đũa được cho là của Israel, vài ngày sau khi Tehran triển khai cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Israel. Trong khi đó, truyền thông đưa tin Israel vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng để tìm ra phương pháp đáp trả Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng phản đối một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân hoặc ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Cả hai phương án đều được cho là Israel cân nhắc. Trong bối cảnh chuẩn bị cho một cuộc đáp trả, truyền thông Israel cho hay, cuối tuần trước, Nhà Trắng cũng xem xét gửi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tới Israel. Tuy nhiên, để vận hành chúng thì binh sĩ Mỹ phải có mặt tại Israel để điều khiển. Cũng trong một bản tin của đài NBC ngày 12 tháng 10, các quan chức Mỹ tin rằng Israel đã thu hẹp mục tiêu trong cuộc trả đũa tiềm tàng của mình đối với Iran và sẽ nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nước này. Đài này cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện các vụ ám sát ở Iran. Dẫn lời các quan chức Mỹ, bản tin nói thêm Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm hành động. Iran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel vào ngày mùng 1 tháng 10 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng phong trào hồi giáo Hezbollah ở Liban leo thang. Nhiều tên lửa đã bị chặn ngay khi đang bay, nhưng một số đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Các mảnh vỡ từ vụ đánh chặn đã khiến cho một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo Israel sẽ tấn công Iran theo cách mạnh mẽ, chính xác và gây bất ngờ. Thế giới vẫn đang nín thở chờ tác động tiếp theo của cả hai bên trước lo ngại về một viễn cảnh cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Iran có thể bùng nổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Pazeshkin vào thứ Sáu, một cuộc gặp gỡ quan trọng khi xét đến vai trò liên tục của Tehran trong việc cung cấp vũ khí để hỗ trợ cho các nỗ lực giao tranh của Moscow tại Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran, cùng với những lo ngại về các cuộc đối đầu gia tăng giữa Iran và các lực lượng ủy nhiệm quân sự của nước này. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pazeskin đã có cuộc hội đàm bên lề một diễn đàn quốc tế tại Ashgabat, Turkmenistan, nơi họ thảo luận về những diễn biến đang diễn ra ở Trung Đông. Moscow và Tehran đã ký một thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ đô la để Iran cung cấp máy bay không người lái nhằm tăng cường các nỗ lực quân sự của Nga. Các quan chức Mỹ cũng tin rằng Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga như một phần trong hợp tác quốc phòng ngày càng tăng của họ. Anis Sibari Tabrizi, nhà phân tích cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Chatham House của Anh nhận xét: "Kể từ khi xung đột Ukraine xảy ra, hai nước đã bình đẳng hơn về mặt cả hai đều cần nhau và dựa vào nhau về các vấn đề cụ thể. Tôi cho rằng điều đó được Iran coi là có lợi." Tổng thống Iran Masoud Pezeshkan, nhà cải cách đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Iran vào tháng 7, đã nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác song phương với Nga để chống lại các lệnh trừng phạt tàn khốc của phương Tây. Trong một cuộc họp với thủ tướng Nga Mikhail Mishutin tại Tehran vào tuần trước, nhà lãnh đạo Iran đã kêu gọi đẩy nhanh các dự án chung, trong khi đó Nga bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng thương mại và hợp tác kinh tế cũng như đa dạng hóa thương mại song phương với Iran. Tuần này, giám đốc MI5 Ken McCallum cáo buộc Nga và Iran về sự gia tăng đáng kinh ngạc các nỗ lực ám sát, phá hoại và các hoạt động tội phạm khác trong Vương quốc Anh. McCallum tiết lộ kể từ năm 2022, tình báo và cảnh sát Anh đã ngăn chặn 20 âm mưu có khả năng gây tử vong liên quan đến Iran. Ông cũng cảnh báo rằng nếu căng thẳng ở Trung Đông gia tăng, Iran có thể mở rộng mục tiêu của mình ở Vương quốc Anh. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, trong cuộc gặp, ông Putin nhận xét rằng Moscow và Tehran thường có quan điểm tương đồng về các vấn đề toàn cầu. Ông Putin đã gửi lời mời ông Pozhskin đến thăm Nga và ông Pozhskin đã chấp nhận trong một video do điện Kremlin cung cấp, tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi thành lập một trật tự thế giới mới bao gồm các đồng minh của Moscow để thách thức ảnh hưởng của phương Tây. Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo khu vực, bao gồm tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cùng với nguyên thủ các quốc gia Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Trong diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào về giải pháp hòa bình ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết khi bình luận về phát biểu của đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai, tôi không theo dõi thông tin được các đại diện Ukraine ở nhiều cấp đưa ra định kỳ, chúng tôi không quan tâm đến điều này. Theo Bộ trưởng Lavrov, phía Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng một giải pháp thực sự cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, chứ không phải bằng lời nói của các chính trị gia. Ông Lavrov cũng bày tỏ sự hoài nghi về thông tin được công bố về một thỏa thuận tiềm năng trên các phương tiện truyền thông phương Tây, gọi những thông tin như vậy là lừa bịp. Ông Lavrov cũng chỉ ra rằng phía Ukraine dường như không có kế hoạch thực sự để khôi phục hòa bình. Đây là một quan điểm mà các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh trong những tháng qua. Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Botnikov, Mỹ và Anh cũng đóng vai trò là những trở ngại lớn trong quá trình này khi họ không ngừng hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và chính trị. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!